Rồi mã số 75 nha, là một cụm cẩm thị form thiên nhiên sống khỏe luôn. Bốn thân chung cốt nha, tổng hoành. Tổng hoành 39. Tổng hoành 39. Hoành thân lẻ là 10. Hoành thân lẻ là 10. Cây cao 61. Cao 61. Bầu đất 30. Bầu đất 30. Nhà vườn con dọn vườn nhanh cẩm thị này chỉ có 250 bao ship cho mã số 75. Rồi cụm cẩm thị này nhà vườn giao lưu nhanh là 250 bao ship nha. Quý anh chị em cô chú mình xem tham khảo, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 75 nha, 250 bao ship thôi. Dạ em cảm ơn anh Thạnh Trần nha. Dạ rồi, mã số là 336 nha, là một phôi bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Hoành gốc đo được là hoành gốc. Dạ em đã nhận được rồi, số điện thoại của anh thay đẹp tử rồi nha anh. Hoành gốc 78. Nếu tiện anh cứ nhắn cho em địa chỉ luôn anh, còn không để em xác nhận. Hoành thân lẻ là 50. Hoành thân lẻ 50. Cây cao tới đầu thân chính là 60. Cao đầu thân chính là 60. Bầu đất 55. Bầu đất 55. Nhà vườn con giao lưu cái này. Dọn vườn nhanh 500k bao ship. Dọn vườn nhanh 500 bao ship cho cây bằng lăng tím này luôn nha. Wow, cây rất là đẹp luôn nha, form thiên nhiên đẹp luôn này cả nhà. 500 bao ship. Chỉ có 500 bao ship thôi. Quá mềm luôn. Quá mềm luôn cả nhà, chỉ có 500 bao ship thôi, mã số là 336 nha. Là 192 nha, là một cụm hải châu lá nhỏ liền cốt sống khỏe luôn nha, cụm to luôn cả nhà. Tổng hoành đo được là tổng hoành là 55. Tổng hoành 55. Cây cao 5, cây cao 36. Cao 36. Bầu đất 35. Bầu đất 35. Nhà vườn con giao lưu cây. Rồi, 1 triệu rưỡi bao ship. 1 triệu rưỡi bao ship cho cây hải châu lá nhỏ mã số 192. Cụm hải châu lá nhỏ nha. Đó, cụm này rất là ok luôn. Cốt to luôn cả nhà. Đó, rất chi là mềm luôn nha. 1 triệu rưỡi bao ship. Đó, từ đây lên đây là bị thân này khô lũ nha, còn lại là thân sống bình thường rồi nha. Đó, nếu mà mình không thích cái thân đó thì tại vì em chừa lại là để mình có một số anh em là thích tạo lũ á. Đó, còn mình không thích tạo lũ thì mình cắt bỏ nó đi thôi. Đó, mình còn bốn thân kia lại mình làm chỉ cành bình thường nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. 1 triệu rưỡi bao ship thôi. Mã số 611 nha, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên, sống khỏe luôn. Cây form thiên nhiên đẹp luôn nha. Hoành gốc 20. Hoành gốc 20. Cây cao 76. Cao 76. Bầu đất 26. Bầu đất 26. Nhà vườn con dọn vườn nhanh cây bằng lăng tím thì chỉ còn 250 bao ship. 250 bao ship rồi nha. Quá mềm luôn. Dọn vườn nhanh 250. Rồi. Quá mềm luôn nha. 250 bao ship thôi, cây sống khỏe luôn cả nha. Quá đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Số 89 nha, là một phôi bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn nha. Hoành gốc đo được là hoành gốc 89. Hoành gốc 89. Cây cao 45. Cao 45. Bầu đất 47. Bầu đất 47. Nhà rồi. Con giao lưu. Cây này nhà vườn em giao lưu nhanh luôn nha, 400k bao ship luôn, dọn vườn nhanh luôn cả nha. Dọn vườn nhanh 400 bao ship cho cây bằng lăng tím mã số 89. Rất chi là mềm luôn. Đó, cây này lũ này, thân sống này, đó, mạch sống này, mạch lũ này, rồi mạch sống này, đó, thân này còn sống luôn nha. Chỉ có 400 bao ship. Dọn vườn nhanh 400k bao ship luôn nha, quý anh chị em cô chú mình nhanh tay ủng hộ cây này nè, rất là đẹp luôn, bằng lăng tím lá nhỏ nha. Dạ rồi, mã số 908 nha, là một cây cẩm thị sống khỏe phong thiên nhiên. Hoành gốc đo được là hoành gốc 35. 35. Cây cao 84. Bầu đất 30. Bầu đất 30. Nhà vườn con dọn vườn nhanh cây cẩm thị này chỉ có 300 bao ship. Ồ, 300k bao ship, quá là mềm luôn cả nhà ơi. Rất chi là mềm luôn, cây sống khỏe nữa. Cả nhà xem tham khảo hộ nhà vườn con nha, dọn vườn nhanh 300 bao ship. Dạ rồi, mã số 555 nha, là một cây dú bò form thiên nhiên. Sống khỏe luôn nha. Hoành gốc đo được là 12. Cây cao 40. 40, tán rộng. Tán rộng 60. 60. Bầu đất 20. Rồi. Nhà vườn coi giao lưu cây dú bò này chỉ có 150 bao ship, quá mềm dọn. Rồi, 150 bao ship nha. 150 bao ship. Dọn vườn nhanh luôn nha. 150k bao ship cho cây dú bò phong thiên nhiên này luôn. Đó là rẻ luôn. Dạ rồi, mã số 22 nha, là một phôi cẩm thị sống khỏe luôn. Hoành gốc đo được là hoành gốc 20. Hoành gốc 20. Cây
Cây cao 45. Cao 45. Bầu đất 25. Bầu đất 25. Nhà vườn con giao lưu cái cẩm thị này chỉ có 250 bao ship. Rồi 250k bao ship nha, cây sống khỏe luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 217 nha, là một cây linh sam rừng rin ghép đao điểm nha cả nhà. Tổng hoành đo được là tổng hoành 25. Tổng hoành 25. Cây cao 25. Cao 25. Cây nằm trong lòng chậu 27. Nhà vườn con giao lưu cây linh sam rừng rin này chỉ có 1 triệu bao ship cả chậu. Cây quái nha, ghép đao điểm nha, rừng rin ghép đao điểm nha. Ở phần lũa cũng rất là quái luôn nha cả nhà. Chỉ có 1 triệu bao ship cây siêu quái luôn. Đó, cây này thì còn cái chồn ở chỗ này là gốc rin nha. Còn ở trên này thì đã ghép đao điểm mạnh khỏe rồi. Và nếu mà mình không thích ở phần này nữa thì mình cắt bỏ đi luôn, để mình cho nó nuôi mỗi cái thân này thôi cũng được nha. Anh Thông Nguyễn nói dạ em cảm ơn anh, chưa đúng gu. Dạ rồi, em rất cảm ơn anh nha. Lúc nữa em sẽ lên tiếp rồi được duyên thì ủng hộ nhà vườn em luôn. Dạ rồi, mã số 260 nha, là một cây linh sam đao điểm quái luôn nha. Rồi, hoành chỗ đo là 20. Cây cao tới đầu thân chính là 23, cây cao tới ngọn là 34. Cây nằm trong lòng chậu 35 nhân cho 24. Rồi. Nhà vườn con giao lưu cây linh sam đao điểm thì chỉ có 600 bao ship. Rồi, 600k bao ship nha. Cây quái đẹp luôn nha. Đế đẹp luôn đó nha. Đó, thân quái luôn. Chỉ có 600k bao ship thôi, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 709 nha, là một cây sung bonsai, cây quái luôn, sống khỏe luôn nha. Rồi, hoành gốc đo được là hoành gốc 65. Rồi con đo cái cổ trên này coi. Đó. Hoành trên thân 20. Cây cao tới đầu thân chính 35, cây cao tới ngọn 47. Rồi, 35, 47. Bầu đất 35. Bầu đất 35. Giao lưu nhanh cây sung bonsai này chỉ có 350 bao ship. Đó, chỉ có 350 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Sung bonsai quái luôn nha. 350k bao ship. Quá rẻ luôn. Rồi, mã số 171 nha, là một cây bùm sụm trà Phúc Kiến. Hoành gốc đo được là hoành gốc 29. 29. Cây cao 54. Cao 54. Bầu đất 20. Nhà vườn coi giao lưu cây này chỉ có 150 bao ship. Rồi, 150k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rất chi là mềm luôn. 150 bao ship luôn. Dạ rồi, mã số 460 nha, là một cụm vú bò form thiên nhiên, sống khỏe luôn. Cụm liền luôn nha. Tổng hoành đo được là tổng hoành 47. Tổng hoành 47. Rồi đo cao luôn coi. Cây cao 51. Cao 51. Bầu đất 27. Bầu đất 27. Nhà vườn con giao lưu cây vú bò này chỉ có 300 bao ship. Rồi, 300k bao ship nha, cho cụm vú bò form thiên nhiên liền cốt sống khỏe này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn.